Thưa quý vị, Hội nghị về người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ tư sẽ được tổ chức trở lại vào đầu tháng 8 tới đây. Đây là hội nghị có ý nghĩa chính trị quan trọng, mang tầm vóc lớn. Thông tin được Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng thông tin tại họp báo chiều nay. Cùng diễn ra với hội nghị nêu trên là diễn đàn trí thức và chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài cũng sẽ diễn ra đầu tháng 8 tại Hà Nội. Giới trí thức của người Việt Nam ở nước ngoài sẽ có trao đổi, thảo luận các vấn đề thời sự đang được quan tâm. Nội dung này sẽ có 4 phiên theo chủ đề, 400 đại biểu ở 34 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tham dự sự kiện này. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng cũng thông tin về nội dung các phiên cụ thể. Trong đó trọng tâm là xu thế phát triển khoa học công nghệ hiện nay, đánh giá việc phục hồi kinh tế sau COVID-19, khuyến nghị và giải pháp phát triển khoa học kỹ thuật. Việc hội nghị lần này có sự tập trung cao hơn đối với công tác hội đoàn là hướng tới phát huy sự gắn kết cao của thế hệ trẻ với quê hương. Theo đó, Trại hè Việt Nam 2024 có 120 cháu ở 27 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. Thông qua các hoạt động này, Việt Nam hướng mạnh thực hiện và phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Theo thống kê không chính thức, người Việt Nam ở nước ngoài hiện có khoảng 6 triệu người, trí thức khoảng 600.000 người.